tôi đã thật sự thấu hiểu là các 6 bước để có thể thành công trong một doanh nghiệp một cách thấu rõ, và tôi đã dường như được giải quyết cho cái vấn đề thắc mắc của mình suốt cả hơn 15 năm qua tôi đi tìm trong cái nghề tư vấn luật của mình đối với doanh nghiệp. Thì giờ khi gặp được cái hệ thống Action Code thì tôi đã được trang bị những cái công cụ rất là hữu ích để tôi thật sự hiểu bản chất là doanh nghiệp cần phải có những cái yếu tố gì, bản chất của một cái doanh nhân thì cần phải trang bị cho mình những cái hiểu biết như thế nào, và đâu là những điều mà để có thể giúp họ ra khỏi hệ thống điều hành doanh nghiệp mình một cách khách quan, điều hành một cách hiệu quả nhất có thể để đạt được những cái thành tựu to lớn, đạt được những giấc mơ của họ. Và nếu như các anh chị mong muốn những điều như sau thì hãy mong muốn để trở thành nhà huấn luyện. Thứ nhất là một môi trường hoạt động vô cùng là chuyên nghiệp. Thứ hai là các anh chị được làm việc với những con người vô cùng là giỏi và luôn luôn mong muốn sự tiến lên. Và đặc biệt cái thứ ba đấy chính là một cái trái tim về cộng đồng, một sự đam mê, nhiệt huyết, chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng. Tôi tin chắc rằng là chính tôi đã tìm được cái sứ mệnh của bản thân mình trong cái việc đồng hành cùng sứ mệnh sẽ giúp đỡ ít nhất 10.000 những gọi là chủ doanh nghiệp, business owner, để giúp đỡ cho ít nhất 100.000 lao động trong toàn quốc Việt Nam mình để có một cái cuộc sống thịnh vượng và tốt đẹp hơn. Mong rằng các anh chị sẽ có những quyết định đúng đắn trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn. We'll be right back.